Hôm nay chắc có lẽ là cũng chuyến tour cuối cùng của Cù Lao Chàm. Ngày hôm nay trên thuyền cũng khá là may mắn gặp một vị khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chị Thúy. Không biết là chị Thúy cho Vương hỏi là trong chuyến đi hôm nay á, thì nó hơi short, hơi ngắn một chút, thì chị có cảm nghĩ như thế nào về Cù Lao Chàm? Đây là lần đầu tiên em được đến với cái nơi này, mặc dù quê hương của em là ở đây. Ồ, vậy hả? Em làm việc ở Sài Gòn cũng khá là lâu, thì được có dịp đi cùng với chồng của em lần đầu tiên cũng được về quê của em, nên là cũng là muốn khám phá cái nơi mà là quê hương của mình. Thì Cù Lao Chàm cũng gần với lại nơi mà mình sinh sống, tuy nhiên là chưa bao giờ mình đến, thì nó cũng hoang sơ, nhưng mà ổng nhìn tôi kìa. À, dạ. À, thì em mới hỏi là chị thấy không khí Tết của Lao Chàm như thế nào? Không khí Tết ở đây thì thấy mọi người dân cũng rất là nhộn nhịp. Lúc mà mới lên tàu á, thấy mọi người cũng mua sắm rất là nhiều để mà qua bên đảo. Đúng rồi. Khi mà qua đến đảo thì thấy không khí nó cũng rất là yên bình, rất là giản dị. Thấy người dân ở đây cũng rất là giản dị. Tại vì đáng lý ra hôm nay sẽ có một cái chuyến tàu dở, người ta sẽ dở tất cả những nhu yếu phẩm như hoa hè, như là như thế thì em có hoa đúng không? Thì những người dân địa phương là tụi em sẽ trung chuyển họ ra đây, họ mang ra hành lý. Đáng lý ra là họ sẽ đi tàu gỗ kìa. Nhưng mà hôm nay tàu gỗ không có chạy. Cho nên mình phải vận chuyển cho người dân địa phương. Thứ nhất là hỗ trợ, thứ hai đây thì cái phần tốc của chạm khá là nhanh, cho nên họ mong muốn đến về quê. Hiện đa số một số người muốn về quê. Đấy. Thì biển sao vậy? Cũng rất là may mắn đợt Tết này không có quá lạnh lắm đối với miền Trung, mà có nắng thì rất là thích để mà có thể được ngắm sân hô, được tắm biển. Tại vì chắc nhờ có chị mà hôm nay mới nắng đó. Theo dự báo là hôm nay thời tiết nó rất là không được đẹp. Như sáng nay chúng ta đã nhìn thấy thì đi ra nó hơi mù đúng không? Và có hơi chọc chèn một xíu. Nhưng mà ra đây thì khoảng đó bây giờ là khoảng 11 giờ thì thấy đó. Rất là đẹp. Chị có gì muốn chia sẻ nữa không? Để em cảm ơn đoàn và thấy mọi người rất là nhiệt tình để hướng dẫn, cũng như là thấy rất là thích để mà được tham quan cái danh lam thắng cảnh ở Việt Nam. Dạ rồi, em cảm ơn chị nhiều nha. Mình lấy cái hơi thở trước, mình lấy một hơi thở sâu vào, sau đó mình mang cái kính này vào, mình đảm bảo là